đón Tết hốt hết lộc trời, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965, nắm được thiên cơ, biết được mệnh trời, gặp thời chuyển vận, hóa hung thành cát, trúng số liên tiếp, đón Tết 2025 âm lịch, cực giàu, cực sướng. Một đường dẫn lối công danh, đất trời thuận lý đạt thành thiên thai, mệnh người mãi mãi an bài, chấm thêm một quẻ phát tài thành công, mai sau đón nhận lộc hồng, đôi đường dẫn lối mênh mông tiền tài. Vâng, quý cô bác anh chị tuổi Ất Tỵ thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Ất Tỵ sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Ất Tỵ hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Ất Tỵ phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng, cô bác anh chị tuổi Ất Tỵ đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Đinh Tỵ không được dễ dàng là mấy. Ất Tỵ thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Ất Tỵ hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Ất Tỵ những điều bất như ý cô bác anh chị nhé. Vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ, bản mệnh Ất Tỵ hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Ất Tỵ đang có, dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời. Bởi vì dù muốn hay không muốn nó vẫn xảy đến với cuộc đời Ất Tỵ, vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp cô bác anh chị Ất Tỵ nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, cô bác anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh, thì con tim vẫn biết gieo vui, trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10, nếu tâm của Ất Tỵ thay đổi thì thái độ của Ất Tỵ cũng sẽ thay đổi theo. Thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi, và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Ất Tỵ sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Ất Tỵ chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Quý cô bác anh chị Ất Tỵ thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, cô bác anh chị sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi ấy bản mệnh Ất Tỵ có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chím sắc xuân. Tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ, nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của quý cô bác anh chị. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời giúp người cô bác anh chị nhé. Và ngay bây giờ không để cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết. Xin mời cô bác anh chị cùng lắng nghe. Cô bác anh chị tuổi Ất Tỵ thân mến, năm 2025 đang dần khép lại với bao nhiêu nuối tiếc và hy vọng, thành công có nhưng thất bại cũng nhiều. Một số cô bác anh chị do phước đức từ kiếp trước đọng lại, có thể giờ này đã được thành thơi, không phải quá lao tâm khổ tứ vì chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng ở đâu đó ngoài kia trên thế giới này vẫn còn rất nhiều cô bác anh chị đang phải cày cuốc, vất vả mưu sinh kiếm sống từng đồng. Chỉ mong bản thân và gia đình thân yêu của mình có thể đón một cái Tết 2025 sum vầy bên nhau, không mong mâm cao cỗ đầy. Chỉ mong gia đình mình được bụng no thân ấm là mãn nguyện rồi, thời gian của Ất Tỵ không còn nhiều nữa, chỉ còn vỏn vẹn vài chục ngày nữa để Ất Tỵ nỗ lực bứt phá vươn lên. Ất Tỵ thân mến, theo luận giải mới nhất từ các bậc thầy tử vi học, thì khoảng thời gian từ giờ đến Tết 2025, có cả hung lẫn cát, nhưng hung hay cát ở đây còn phải phụ thuộc vào việc cô bác anh chị tận dụng những lời dự ngôn luận giải của Minh Đường Tử Vi như thế nào. Nếu những luận giải của Minh Đường Tử Vi giải ra đại vận thì chẳng sao, nhưng nếu có lỡ luận vào đại nạn thì bản mệnh Ất Tỵ cũng có thể biết trước được thiên cơ. Để xoay chuyển càn khôn, có thể sau khi xem xong video này, chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau nữa. Nhưng Minh Đường Tử Vi vẫn nguyện cầu cho cô bác anh chị luôn giữ cho mình một tinh thần minh mẫn, một cơ thể khỏe mạnh, để đương đầu với những thử thách trên dòng đời đầy khắc nghiệt ngoài kia, dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì hãy luôn tích cực và lạc quan cô bác anh chị nhé. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời của người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Người tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 thuộc mệnh hỏa, phúc đăng hỏa, tức ngọn lửa tỏa ra từ đèn, ngọn đèn chiếu sáng bóng tối giúp cho cuộc sống con người không còn tăm tối. Trẻ con được học hành mỗi tối để mở mang trí thức, cho nên bản chất của người mệnh này rất nhiệt tình, tốt bụng, thích giúp đỡ và quan tâm tới người khác. Nhược điểm của mệnh này đó là tiếp cận vấn đề muộn, nhưng giải quyết vấn đề sớm, vì họ là những người có nhiều phát minh, sáng kiến, luôn nhìn thấu mọi vật,
và từ đó có lối giải quyết thỏa đáng nhanh gọn. Cách suy nghĩ của họ tích cực, tiến bộ thường đi trước một bậc. Khi trao đổi tiếp cận với họ, bạn sẽ được gợi mở nhiều ý tưởng quý báu. Nó là nền tảng để đi tới thành công, nên bạn hãy trân trọng những người bạn như vậy. Thêm một điểm hạn chế trong tính cách những người này, đó là đôi khi cậy tài, sống ngông, kiêu ngạo. Sức mạnh của mệnh hỏa và năng lượng ấm áp, nên trong chuyện tình cảm họ nhiệt tình và dường như quên hết mọi việc còn dở dang. Họ quan tâm chăm sóc nửa kia rất chu đáo. Không những thế, phúc đăng hỏa còn truyền năng lượng, cảm hứng cho đối tác trong công việc và cuộc sống. Tuổi Ất Tỵ có tinh thần ham học hỏi, họ có thể thu thập cho mình những thông tin bổ ích ở bất kỳ đâu. Người này thích triết lý và luôn quan tâm đến những vấn đề chính trị trong cuộc sống. Họ có sở thích thói quen đọc sách báo ở những nơi yên tĩnh, không bao giờ tiết lộ những bí mật cá nhân của mình cho mọi người biết. Bởi vậy, tính cách của người tuổi Ất Tỵ vẫn là một điều bí ẩn, ít ai có thể thấu hiểu. Họ sống khá khép kín và bảo thủ, không bao giờ nghe lời khuyên của người khác. Dù biết điều đó tốt cho mình, nhưng cái tôi cá nhân của tuổi Ất Tỵ không cho phép họ tuân theo lời chỉ bảo của bất kỳ ai. Tuổi Ất Tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác. Nếu có gặp túng thiếu phải đi vay mượn, dù có khó khăn thế nào họ cũng sẽ tìm cách trả những món nợ đó. Những người này tự lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Tuổi Ất Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ, dành dụm tiền bạc. Bởi vậy cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi Ất Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Những người này nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, bất hạnh, thì khi trưởng thành họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn. Tuổi Ất Tỵ sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Họ khá đa nghi, hầu như không tin tưởng người khác, dù là những người thân cận. Tuy nhiên, tuổi Ất Tỵ khéo léo trong việc che đậy cảm xúc của mình. Họ không lộ liễu khiến người khác phật lòng, ngay cả khi tức giận người này cũng kiềm chế cảm xúc giấu kín trong lòng. Tuổi Ất Tỵ không thích xen vào chuyện riêng của người khác, cũng không thích ai làm phiền đến cuộc sống của mình. Họ rất ít khi có thái độ nổi nóng, nhưng nếu có ai đó cố tình cản trở đường đi của mình, tuổi Ất Tỵ sẽ sẵn sàng dùng nọc độc của mình để hạ gục kẻ thù. Họ là những người thích triết lý, luôn tuân thủ những quy tắc chuẩn mực của xã hội. Người này thích sống trong không gian yên tĩnh với những cuốn sách, quyển truyện. Sự ồn ào tấp nập của đám đông ngoài kia khiến tuổi Ất Tỵ cảm thấy mệt mỏi phiền phức. Tuổi Ất Tỵ thận trọng trong mọi mối quan hệ, dù thân thiết đến đâu, anh ta cũng đề phòng và giữ khoảng cách nhất định. Tuổi Ất Tỵ không tin tưởng người khác, nhưng cũng không thể hiện sự nghi ngờ ra bên ngoài. Điều đó khiến đối phương cảm thấy hoang mang, không biết người này là bạn hay thù. Nếu như có ai đó cố tình hãm hại mình, tuổi Ất Tỵ sẽ ôm thù hận trong lòng và tìm mọi cách để trả thù. Họ không đủ bao dung để tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Đối với họ, mọi sai lầm đều phải trả giá. Phụ nữ tuổi Ất Tỵ may mắn được trời phú cho vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, với thân hình thon thả, đôi mắt long lanh và gương mặt ưa nhìn. Cô nàng này thu hút được mọi ánh mắt xung quanh, đó là lý do tại sao họ được rất nhiều anh chàng theo đuổi, tán tỉnh. Phụ nữ tuổi Ất Tỵ thích làm đẹp, chăm chút cho nhan sắc bên ngoài của mình. Họ không bao giờ rời khỏi nhà trong trang phục luộm thuộm, mái tóc sơ rối. Khi xuất hiện trước đám đông, họ phải là người phụ nữ sang trọng, quyền lực nhất. Họ yêu bằng lý trí và rất khéo léo trong chuyện duy trì tình cảm hai bên. Tuổi Ất Tỵ có cách kiểm soát người yêu rất hiệu quả, không khiến đối phương cảm thấy khó chịu hay mất tự do. Hơn nữa, cô ấy rất giỏi trong việc kinh doanh, kiếm tiền, sẽ là trợ thủ đắc lực cho chồng con. Phụ nữ tuổi Ất Tỵ là người biết chăm lo cho cuộc sống gia đình. Họ luôn thực hiện đúng trách nhiệm nghĩa vụ của một người dâu hiền, vợ đảm. Thậm chí cô ấy có thể hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để mang lại cuộc sống sung sướng hạnh phúc gia đình. Đàn ông tuổi Ất Tỵ có nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc đời và họ luôn cố gắng phấn đấu để đem lại cuộc sống đầy đủ, sung sướng cho những người thân trong gia đình mình. Họ bận rộn trong công việc, ít có thời gian để chăm sóc con cái, vì vậy rất cần một người phụ nữ đảm đang, dịu dàng, giúp họ chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống. Người tuổi Ất Tỵ có một sức sống dồi dào, mãnh liệt, họ sẽ nhanh chóng hồi phục sau những lần đối mặt với kẻ thù ngang tài ngang sức. Bạn không nên khiêu chiến với tuổi Ất Tỵ, bởi thứ vũ khí nguy hiểm của họ sẽ có thể hạ gục bạn bất cứ lúc nào. Tuổi Ất Tỵ nếu sinh vào thời tiết thuận lợi, tính tình ôn hòa, hiền lành, thật thà. Lúc còn nhỏ tuổi Ất Tỵ có phần nhút nhát, yếu mềm. Khi trưởng thành họ trở nên cởi mở, thân thiện hơn với mọi người xung quanh, được nhiều người yêu thương quý mến. Tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng thực ra họ có đời sống nội tâm khá phong phú, chất chứa nhiều tình cảm. Tuổi Ất Tỵ dễ xúc động và mủi lòng khi chứng kiến cuộc sống bất hạnh của những người nghèo khổ.
Bởi vậy họ luôn cố gắng làm nhiều việc thiện giúp đỡ người khác khi có thể. Họ bận rộn với những kế hoạch, mục tiêu trong tương lai của mình. Chừng nào chưa đạt được thành công, họ sẽ không cho phép bản thân mình được chán nản, buông xuôi. Trong những lúc khó khăn, động lực duy nhất giúp họ vượt qua là tình yêu thương và sự quan tâm của những người thân trong gia đình. Tuổi Ất Tỵ ngày đêm suy nghĩ vì sự nghiệp lớn lao của mình. Đôi khi họ làm việc quá căng thẳng dẫn đến stress nặng nề. Những người này cần phải tham gia các hoạt động thể thao để rèn luyện cơ thể và giải tỏa những muộn phiền trong lòng mình. Tiếp theo sau đây là tổng quan tử vi tuổi Ất Tỵ 1965, năm 2025 âm lịch. Người tuổi Ất Tỵ 1965 nam và nữ mạng trong năm Ất Tỵ sẽ có cuộc sống bình yên, an lạc bên cạnh người thân, gia đình. Sự nghiệp của mệnh chủ đã đi vào quỹ đạo, nên chỉ cần duy trì thành quả đã gây dựng từ trước, các khía cạnh khác như gia đạo, tài chính cũng được thuận lợi, hòa hợp. Nhìn chung, tổng quan tử vi tuổi Ất Tỵ 1965 không có nhiều biến động, mọi thứ vẫn phát triển theo hướng tích cực. Mệnh chủ nên trân trọng khoảng thời gian này để làm nhiều điều có ý nghĩa, giúp đời và giúp người. 1. Sao chiếu mệnh. Năm 2025 nam mạng tuổi Ất Tỵ gặp sao Kế Đô chiếu mệnh. Trong hệ thống sao Cửu Diệu, Kế Đô là hung tinh, chủ về những thị phi, buồn rầu. Sao Kế Đô sẽ gây khó khăn đối với nữ mạng nhiều hơn. Còn nam giới ít bị ảnh hưởng, chỉ cần bản mệnh biết kiểm soát bản thân chặt chẽ, không tham lam vật chất, không làm chuyện sai trái, không phát ngôn bừa bãi thì sẽ tránh được điều thị phi. Đối với nữ mạng, năm 2025, nữ mạng tuổi Ất Tỵ có sao Thái Dương chiếu mệnh. Trong hệ thống sao Cửu Diệu, Thái Dương là một trong ba sao tốt chủ về an khang, thịnh vượng, phúc lộc vẹn toàn. Bản mệnh được sao này chiếu sẽ gặp nhiều may mắn, cát lợi và vượng khí. Sao này sẽ tạo thuận lợi cho những người tuổi Ất Tỵ làm ăn buôn bán, giúp kinh doanh phát đạt và tạo dựng được danh tiếng tốt. Nếu biết chia sẻ, bao dung trong gia đình thì nữ mệnh sẽ được chồng con lo toan, hỗ trợ cho mọi việc, dễ có sức khỏe dồi dào. Cổ nhân xưa có câu, đất lành ắt dành cho người lương thiện. Vì vậy để được sao Thái Dương soi sáng, bản mệnh cần làm ăn ngay chính, lương thiện, không làm việc xấu, làm việc thiện từ tâm, yêu thương giúp đỡ người khác mà không đòi hỏi, nề hà thì cuộc sống sẽ có nhiều may mắn và đạt được thành công. 2. Vận hạn. Nam mạng tuổi Ất Tỵ trong năm Ất Tỵ này gặp hạn địa võng. Vận hạn này chủ về thị phi, tai tiếng, mâu thuẫn trong quan hệ. Vì thế mệnh chủ nên tập trung năng lượng vào công việc và gia đình, không để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng. Gặp vận hạn này thì nam mạng tuổi Tỵ 1965 nên tránh xa lối sống nhàn rỗi phóng túng. Chỉ có nỗ lực làm việc mới tạo ra của cải vật chất, cải thiện được cuộc sống, mang may mắn đến cho mình và người bên cạnh. Với nữ mạng tuổi Ất Tỵ trong năm Ất Tỵ này gặp hạn địa võng là vận hạn chủ về thị phi, tai tiếng, mâu thuẫn quan hệ. Vì vậy để không vướng vào tranh chấp, thị phi thì mệnh chủ hãy tránh xa những cảm xúc tiêu cực, học cách cảm thông, vị tha và yêu thương nhiều hơn. Chỉ cần sống ngay thẳng, không hơn thua với người khác, không ghen ghét đố kỵ ai thì mọi điều tiêu cực đều sẽ được hóa giải. Duy trì nguồn năng lượng tích cực nhất, nữ Ất Tỵ sẽ hấp dẫn những điều tốt đẹp đến với mình. 3. Vận niên. Trong năm 2025 âm lịch, cả nam và nữ mạng gặp vận niên thố lộng nguyệt, tức là thỏ giỡn trăng, hình ảnh đầy vui tươi, thoải mái, báo hiệu một năm nhiều niềm vui, hạnh phúc, công danh sẽ toại, phỉ lòng chờ đợi bấy lâu. Về phương diện tình cảm, người vui cảnh cũng chiều lòng, thật là một bầu trời tươi đẹp, ước thì được, muốn thì thành, gia đình êm ấm, đón tin vui về con cháu trong nhà. Tổng quan tử vi tuổi Ất Tỵ 1965, đón Tết 2025 âm lịch. Xem tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng, đúng Tết 2025 âm lịch nguyệt mệnh quan đới cho thấy, sự độc lập nhất định mà Ất Tỵ tự xây dựng cho mình lúc này bắt đầu mang lại hiệu quả. Nhất là những ai đang làm lĩnh vực liên quan đến sáng tạo, thời gian này những ai đang tìm việc muốn tìm những công việc có mức độ tự do cao. Tuy nhiên, trong một số tình huống bạn cần thích nghi hơn là cố tỏ ra mình luôn có thể thay đổi tình hình. Chính tài ghé thăm mang lại tin vui liên quan tới tài chính mà bạn mong đợi bao lâu nay, thu nhập đang có dấu hiệu đi lên, bạn có thể thu được một khoản tiền lời đáng kể từ việc đầu tư. Thái Dương cát tinh phù trợ cho nhân duyên của bản mệnh thêm phần hanh thông, thuận lợi. Người đang yêu sẽ rất sẵn lòng gắn bó và dựa dẫm vào nửa kia nhiều hơn. Không còn ham chơi nữa, bạn cố gắng là làm điều gì đó để gây bất ngờ cho người thương trong thời gian tới, nhờ thế mà làm mới tình cảm bấy lâu. Tuy nhiên một số người cũng đừng hết lòng quá kẻo bạn dễ bị rơi vào tình trạng u mê, vướng mắc, tình cảm không đạt được mong muốn. Xét về phương diện sự nghiệp,
tuổi Ất Tỵ 1965, Tết 2025 âm lịch. Năm này sẽ mang đến cho con giáp tuổi Ất Tỵ động lực để hệ thống hóa lại quy trình làm việc của mình. Hãy cố gắng để bản thân có thể làm việc hiệu quả và ít bị phân tâm hơn. Bạn đã và đang trên đà phát triển của chính mình. Tuy nhiên, để có thể tạo được những bứt phá lớn trong sự nghiệp, thì đây là thời điểm bạn nên loại bỏ bớt những thói quen tiêu cực cũng như những niềm tin đang khiến bạn tự giới hạn bản thân. Đầu năm mới cũng là lúc bạn có thể kết nối, mở rộng mối quan hệ với những người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực của mình. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở con giáp tuổi Tỵ cũng nên biết lường sức. Giỏi không có nghĩa là làm tất cả. Nếu khối lượng công việc đang vượt ngoài khả năng, thì bạn hãy cân nhắc đến việc tìm sự trợ giúp từ bên ngoài nhé. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Ất Tỵ 1965, Tết 2025 âm lịch. Tử vi tuổi Ất Tỵ 1965, đúng Tết 2025 âm chỉ ra rằng ngũ hoàng nhập phương chính Bắc, mệnh chủ có điểm báo đi xa, chủ yếu là vì công việc. Song lần này bạn sẽ gặt hái được khá nhiều thành quả ngoài mong đợi, vì thế hãy luôn giữ tâm thế chủ động cho mọi việc. Người làm công ăn lương hãy cứ chăm chỉ, nỗ lực, vừa là để học hỏi, vừa gia tăng thêm thu nhập ngoài lương cứng cho bạn. Nhìn chung cuộc sống của bạn lúc này đã thoải mái hơn, không phải lo nghĩ quá nhiều về việc chi tiêu, mua sắm như trước nữa. Có thể là nhiều người tuổi Ất Tỵ nhận được một khoản thưởng hậu hĩnh, hoặc có quà từ người thân đi xa trở về. Nhìn chung lúc này là thời điểm khá rực rỡ về khía cạnh tài chính của bản mệnh. Xét về phương diện sức khỏe, tuổi Ất Tỵ 1965, Tết 2025 âm lịch. Ở độ tuổi 61, cô bác anh chị tuổi Ất Tỵ hiểu rằng sức khỏe là vốn quý nhất của con người, có sức khỏe tốt thì cuộc sống mới được an lạc, hạnh phúc. Bởi vậy mệnh chủ nên đầu tư nhiều hơn cho sức khỏe của mình bằng cách sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên. Ngoài ra, hãy chú ý tới việc nâng cao chất lượng giấc ngủ, giữ tinh thần lạc quan, thay đổi thói quen ăn uống, tiếp nhận thực phẩm giàu dinh dưỡng, lành mạnh vào cơ thể, đồng thời chủ động khám sức khỏe định kỳ để phòng tránh bệnh và xử lý kịp thời. Quý vị thân mến, để năm 2025 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt các tính của sao tốt và cách dài hạn trong năm để cô bác anh chị có một năm mới bình an may mắn. 1. Cách hóa giải sao kế đô theo phong thủy. Đồ phong thủy. Sao kế đô là sao thuộc hành thổ, muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế, do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, xám, y. Có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế, tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh. Thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Việc dâng sao dài hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. 2. Cách hóa giải hạn địa võng năm 2025. Về làm ăn, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch, nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng, đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương thân. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua, tránh điều đáng tiếc xảy ra, luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau. Đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách, dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại, thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Cảnh báo, đương số không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm, đồng thời không nên cho người lạ vay mượn tiền, hoặc ngủ nhờ qua đêm, chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Vâng, thưa quý cô bác anh chị, tục chọn người hợp tuổi xông nhà đầu năm là một nghi lễ truyền thống lâu đời của người Việt, còn giữ vẹn nguyên giá trị cho đến ngày nay. Việc lựa chọn người hợp tuổi đến xông nhà đầu năm sẽ đem đến cho gia chủ nhiều tiền tài, thịnh vượng suốt một năm đó. Gia chủ tuổi Tỵ 1965 muốn cầu năm mới may mắn, nhiều tài lộc thì nên chọn các con giáp hợp tuổi đến xông nhà gồm tuổi Tỵ Dậu theo tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu, hoặc tuổi Thân theo nhị hợp Tỵ Thân. Ngoài ra những người mệnh thủy tới xông nhà cũng rất tốt cho gia chủ 1965. Cụ thể những tuổi sau đây sẽ hợp xông nhà cho gia chủ Ất Tỵ 1965 trong năm Ất Tỵ 2025, Tân Sửu 2021, Canh Tý 2020, Bính Thìn 1976, Quý Sửu 1973, Tân Dậu 1981. Các yếu tố cần thiết khi chọn tuổi xông nhà đầu năm
là người có tuổi hợp với tuổi của gia chủ, có lối sống tử tế, đức độ, được nhiều người yêu quý là tốt nhất, nam hay nữ đều được. 2. Xuất hành đầu năm 2025, mùng 1 Tết Ất Tỵ, xuất hành hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần, hướng Chính Bắc để đón Tài Thần. Khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ, giờ Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Quý vị thân mến, sống quá tham lam thì mọi chuyện đều mệt mỏi, đòi hỏi quá nhiều thì cuộc sống trở nên khổ cực hơn, tâm lý đó sẽ khiến cho nhiều chuyện trong cuộc sống không thuận lợi. Con đường đi về phía trước ngày càng nhỏ hẹp, giữa vòng xoáy vật chất, mọi người dần quên mất rằng hạnh phúc thực sự chưa bao giờ phụ thuộc vào việc bạn giàu có ra sao. Hạnh phúc luôn nằm ở sự bình yên và giàu có từ trong tâm hồn, do đó cần phải học được cách buông bỏ dần những điều không quan trọng. Đặc biệt, khi đến gần tuổi trung niên, chúng ta có 3 việc nhất định phải từ bỏ càng sớm càng tốt để cuộc sống yên ổn hơn. 1. Cố chấp theo đuổi danh lợi. Thời tuổi trẻ, có ai mà không phấn đấu vì danh lợi, nhưng nếu đó là thứ mà thuộc về ta thì không ai có thể cướp nó đi được. Còn nếu nó vốn không thuộc về ta, thì có cố để giành lấy cũng không thể giữ được. Công danh lợi lộc hay vinh hoa phú quý đều là vật ngoài thân, không thể mang theo đến cuối đời. Vì thế chúng ta không cần phải vì tranh giành cao thấp thắng thua mà liều mình đi tranh quyền đoạt lợi. Thay vì dùng cả cuộc đời để theo đuổi những điều phù phiếm, chi bằng hãy trân trọng những gì ta đang có, dù sao cuộc sống càng đơn giản mới càng vui vẻ hạnh phúc, đôi khi ít ham muốn sẽ giúp cuộc sống của chúng ta trọn vẹn hơn, học cách biết đủ, biết thỏa mãn với hiện tại sẽ đem tới phúc khí. Nếu có thể tự mình bình tâm, để tâm hồn được an yên, thì danh lợi sẽ không còn quan trọng nữa, con người có thể sống những ngày thiết thực mới là quan trọng nhất. Cuộc đời vốn đầy rẫy những cạm bẫy, mà tham lam lại là một cái bẫy chết người, nếu con người không thể sống an yên. Trong tâm lúc nào cũng có quá nhiều ham muốn, thì họ sẽ luôn bị giày vò để đi tìm cách đạt được những điều đó. Quá trình đó sẽ khiến chúng ta sống trong sự đau khổ không hồi kết, rất có thể phải đánh đổi cả tự do và mạng sống. Bi kịch lớn nhất của đời người nằm ở chỗ dùng sinh mệnh ngắn ngủi để đuổi theo những ham muốn vô hạn, đợi đến khi chúng ta đã đánh mất rất nhiều thứ quý giá, sau đó mới nhận ra, bản thân vẫn không thể có được niềm vui thực sự, đừng nên vì quá nhiều ham muốn, quá tham lam mà khiến bản thân bị lạc đường. 2. Tâm lý so sánh. Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, không phải tự nhiên mà người ta thường nói, mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Có những người luôn dõi theo người khác, ngưỡng mộ những gì người khác đang có, rồi tự ti về bản thân, điều đó khiến mọi người bỏ qua giá trị của chính mình. Âm thầm nuôi dưỡng lòng đố kỵ với những thứ xung quanh, tâm lý méo mó dần dần sẽ tiêu cực hóa mọi suy nghĩ và hành động của người đó, khiến cuộc sống của họ lúc nào cũng ngập trong sự bi quan. Thực tế, mỗi người đều có cách sống và giá trị của riêng mình, chúng ta cũng chẳng bao giờ có thể so sánh hết mọi thứ, do đó không nhất thiết phải đem bản thân ra so sánh hơn thua với kẻ khác, rồi lại đố kỵ với những gì người khác có, càng không nên quá cưỡng cầu với những gì bản thân thiếu sót, giảm bớt so sánh, nỗ lực cố gắng nhiều hơn, cuộc đời của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Trong cuộc sống bạn chỉ cần là chính mình là được, hạnh phúc của người khác chưa chắc đã phù hợp với chúng ta, khi còn trẻ ít người có thể nhận thức được điều này. Nhưng nếu con người đến gần tuổi trung niên, họ phải từ bỏ thói quen so sánh càng sớm càng tốt, cũng đừng nên động một chút là so sánh điều kiện vật chất, so sánh thành tích học tập của con cái với người khác, so sánh hôn nhân của mình với người ta, từ bỏ tâm lý ganh đua, sẽ giúp chúng ta có thể khiêm tốn làm người, làm những việc thiết thực khiến cho bản thân. Như vậy, tuổi trung niên mới trôi qua trong sự tốt đẹp, mọi người có thể hưởng thụ cuộc sống từng ngày, như vậy mới là hạnh phúc thực sự. 3. Không nói những điều không nên nói. Càng tới gần tuổi trung niên, mọi người càng nên duy trì kỷ luật, bắt đầu từ việc quản lý mồm miệng, đó không chỉ là quản lý những gì ăn vào, mà còn cả những điều nói ra, vì chúng ta chỉ mất 2 năm học nói, nhưng mất cả đời học cách im lặng, cho nên hãy để giá trị của mỗi lời nói ra càng trở nên quý giá hơn. Muốn như vậy, đầu tiên đừng nói xấu người khác, một bài học làm người cần ghi nhớ đó là học tôn trọng người khác, biết rõ người khác nhưng không cần nói hết tật xấu của họ, không chê bai họ, vì khi càng trưởng thành, càng nên học cách thận trọng trong lời nói và hành động để tránh rước phiền phức về cho bản thân. Thay vì khắt khe với người khác, chúng ta chỉ nên khắt khe với bản thân mình. Đồng thời, đừng nói lời phàn nàn. Đây là việc làm hoàn toàn vô ích vì phàn nàn cả năm không bằng làm việc chăm chỉ trong một ngày. Thay vào đó, hãy chủ động tìm cách thay đổi tất cả những gì không hài lòng. Nếu làm được những điều trên,
con đường đến tuổi trung niên của mọi người sẽ thêm thuận lợi và thênh thang, ngày càng tích được nhiều phúc đức trong cuộc sống. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.